Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình dùng cái webcam. Đây các bạn, đây là cái webcam và làm microphone luôn, nhưng mà âm thanh ra nó hơi cùi, thông cảm. Hôm nay thì là một cái mẹo cho mọi người chơi PC, bắn Free Fire hay hơn. Mọi người nhìn cái màn hình nó khá là đầm ha. Đây. Này di chuyển qua lại khá là đầm, đúng không mọi người? Đấy. Đi hơi nhanh nè, đó, hơi nhanh nè. Đây, 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 đây. Nó vẫn có một cái độ đầm nhất định. Thì kéo tâm thì nó khá là có cái độ đầm rồi, là nó không có quá đầu hay là gì hết. Thì đây là cái độ nhạy mà mình chỉnh. Giờ bắn vào sọc vô hơi vậy rồi. Chung là độ nhạy khá là đậm. Đấy. Thì để hết cái độ nhạy đậm này thì chúng ta sẽ tức là sẽ tăng tốc chuột. Mọi người nhìn thấy cái tăng tốc chuột không? Đấy. Bây giờ mọi người muốn tăng tốc chuột, mọi người tạo một cái nút này cho tôi, nhưng mà không có để cái nút nào hết đó, xong mọi người bấm vào cài đặt. Chuyển thành True thì tốc độ chuột nó sẽ tăng lên, tức là nó bật đó. Giờ đầu nhà chuột nó bị trơn lắm mọi người. Đấy, tôi di chuyển chuột cũng nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà nó nhất là rung, tăng gấp đôi chuột lên rồi, nó khá là nhanh, kéo là bay qua đầu luôn. Cái này là cho những ai mà chuột nó bị chậm. Chuột nó bị chậm thì bật cái này lên, nó sẽ tốc độ chuột nó sẽ tăng lên gấp đôi. Cái này rất ít người biết nha. Tại vì trong tất cả mấy cái đó chỉ có tự nhiên nó tiếng Việt, nhưng mà ở bật tắt của nó lại là tiếng Anh nên khá là ít người biết. Cũng ít khá là người mò. Bây giờ tôi đẩy nhẹ cái là nó bay lên trên đầu luôn mọi người. Đó thấy không? Nè. Đó. Hút quá đầu luôn, đồ nhảy siêu cấp nhanh luôn nha, kéo toàn qua đầu không à. Cùng với một cái thao tác tay hồi nãy, nhưng mà tự nhiên chuột nó lại đi qua đầu luôn. Và bây giờ tôi sẽ chỉnh lại, mọi người phải tạo một cái nút này nè để nó hiện lên nút tích lưu á. Mọi người chuyển về file đó, là nó sẽ về cái đồ nhảy lúc đầu rất đậm. Tôi làm nhanh hết sức luôn, nhưng mà nó vẫn có một cái độ đậm nào đó, nó thậm chí nó còn không kéo lên được đầu. Nó kéo cái là vô người luôn chứ không có qua đâu. Kéo, tôi kéo mạnh luôn này đó, kéo mạnh cùng lắm tâm nó lên trên đây thôi. Mọi người có thể áp dụng cái này cho mọi người, với những ai độ nhạy chậm thì bật cái này lên, còn ai độ nhạy nhanh quá thì tắt cái này đi. Cảm ơn các bạn đã xem clip nhau, like, subscribe nhau.